Alo, tao nè, có chuyện gì không? Dạ mới hay tin, là tụi Hưng Sẹo chuẩn bị xử anh đó. Mày nói cái gì? Thằng Hưng Sẹo dám gây sự với tao sao? Dạ, anh cẩn thận nha anh. Tao biết rồi. Tao thấy nó rồi. Anh đang ở đâu vậy? Khu liên hợp nhà bè, chạy lên. Dạ, em qua liền. Đi theo tao, qua khu liên hợp. Lại lên. Không thấy ảnh nó trống. Gọi điện thoại cho ảnh coi. Ừ. Ảnh không nghe máy. Chắc xảy ra chuyện gì rồi. Đi lên phía trên coi sao. Đi. Đi. Chạy lên. Alo. Ê! Vô tụi bay, vô. Ôi, ôi. Đại ca. Ủa, đại ca. Hồi nãy thằng nào gọi tao? Dạ. Thằng nào? Dạ, dạ em. Ngu. Đồ ngu. Mày biết không, vì cái cuộc điện thoại của mày á mà tao sắp chết nè, mày biết chưa? Dạ, dạ, em xin lỗi. Tại hồi nãy em lo cho anh quá, em mới gọi điện thoại để xem thử tình hình như thế nào thôi. Em xin lỗi đại ca. Bằng mọi cách tụi bay lục tung cái thành phố này, bắt bằng được thằng Hưng Sẹo về đây cho tao, nghe chưa? Dạ, dạ. Nhanh lên, đi. Anh Tùng ơi! Anh Tùng! Không biết anh đi đâu vậy ta? Ủa chị Nhàn, chị kiếm giám đốc hả? Mà... em có biết anh Tùng đi đâu không vậy? Dạ, giám đốc đi gặp khách hàng ở nhà bè rồi chị. Tới giờ trưa rồi, chị đi ăn trưa với em luôn ha. Thôi, em đi ăn trước đi, chị đợi anh Tùng nữa. Dạ rồi, em chào chị, em đi ăn nha. Ừ. Alo. Dạ, thằng Tùng nó thoát rồi anh ơi. Cái gì? Mày chưa giết được đó hả? Dạ tại đồng bọn nó tới kịp thời. Em sợ đụng độ gây lớn chuyện khó thoát với công an, cho nên là đành bỏ chạy. Tại sao đồng bọn nó biết? Mẹ nó, tụi mày vô dụng quá vậy. Thôi được rồi, mày hãy mua vé cho sát thủ biến đi. Đừng có để công an tìm ra vụ này. Xong rồi tụi bay ở yên trong đó, nghe ngóng động tĩnh của công an như thế nào. Dạ đại ca, em biết rồi. Đi. Xe tao mày. Kệ mày. Tào lao. Mẹ. Dạ, em nghe anh ba. Mày xử nó sao rồi? Dạ tụi nó chưa xử được anh ba. Mày dụ nó ra được mà hành động không được sao? Dạ do bọn đàn em của nó tiếp ứng kịp thời nên chưa tiện ra tay. Phải nhanh chóng làm cho thật gọn vụ đó, để lâu hư việc. Dạ em biết rồi anh ba. Tại sao tụi thằng Tùng biết mà trở tay chứ? Mẹ nó, cái đám đàn em này không thằng nào biết giữ mồm giữ miệng gì hết. Vô dụng mà. Anh Tùng, anh Tùng, anh Tùng. Hả? Anh bị sao vậy? Anh không sao. Do công việc dạo này anh căng thẳng quá. Anh có sao không? Sao em thấy anh lạ quá vậy? Rồi em gọi điện thoại cho anh khóa máy nữa. Ủa, anh khóa máy hả? Ừ. Anh nhớ rồi. Do lúc đó anh đang bận họp với các đối tác, nên là anh không muốn ai làm phiền. Vì vậy anh khóa máy. Nhiều khi anh lu bu quá, anh không có nhớ được. Xin lỗi em. Mà cũng gần trưa rồi. Em ăn gì chưa? Đói bụng không? Em chưa có ăn. Em chờ anh về đi ăn chung mà. Ok. Vậy thôi mình đi ăn luôn. Ừ. Chờ anh chút xíu nha. Dạ. Alo, tao nghe. Mày nói đi. Dạ. Em có chuyện muốn nói với anh. Có liên quan tới Hưng Sẹo. Cái gì? Anh tới quán cà phê trên lầu có một phòng pizza. Được rồi, tới liền. Tiếc quá. Có chuyện gì hả anh? Mới vừa rồi có một cuộc hẹn ở bên khu liên hợp. Mà cuộc hẹn này quan trọng quá nên anh cần phải tới. Thông cảm cho anh nha. Chắc là em phải ăn một mình rồi. Đâu có sao đâu. Anh cứ làm như em là con nít vậy đó. Anh đi đi, thôi trễ giờ á. Ok em. Vậy thôi. Em ăn một mình nha. Ừ. Anh đi trước. Xong rồi nè, em vừa lòng chưa? Chị gửi nè. Bây giờ mình sẽ qua công chứng chị. Để sang tên nhà cho em luôn ha. Cảm ơn anh nha. Cái này của con chứ của em gì. Em chỉ giữ giùm để sau này con lớn lo cho con thôi. Thôi mình đi em. Vậy là của em xong hết rồi phải không chị? Ừ. Dạ đại ca. Chào anh Tùng. Dạ chào anh Tùng. Được rồi. Có chuyện gì nói nhanh lên. Dạ. Em đã tìm ra manh mối tụi giết anh nè. Là gì vậy? Đúng vậy chứ? Dạ đúng anh. Con nhỏ đó tới quán bar mình thường xuyên lắm hả? Nhìn nó đẹp quá vậy. Nhỏ này à, em nhớ rồi. Con nhỏ này bộ anh Phú chứ đâu. Ủa mà anh như nó ngủ với anh rồi mà. Bộ thằng Phú. Dạ. Sao vậy? Dạ là do tự nhiên thằng Tùng xuất hiện đột ngột, giải cứu cho con nhỏ. Với lại dạo này nó cao quá, tụi em đánh không lại. Đám tụi bay đúng là cái đám vô tích sự ăn hại. Bắt đứa con gái thôi là không xong nữa. Về kêu con bồ mày tới đây thế mạng. Dạ. Đại ca, anh tha lỗi cho em đi. Anh cho em cơ hội chuộc tội. Em hứa sẽ tìm ra nhà của nó trong ngày mai. Em xin hứa với đại ca. Làm ơn đi đại ca. Tha cho con bộ em được không? Em rất yêu nó. Không được. Lượt là lượt. Mày biết tính tao mà. Rất là ghét chờ rồi. Con bồ của mày không tới đây, mày tự xử đi. Em. Anh là thằng khốn nạn. Ủa, anh Hưng làm gì em hả? Được rồi, anh sẽ nói chuyện phải trái với anh. Em nè, em đừng hiểu lầm anh. Tối qua anh Hưng nhờ anh gọi em tới để giới thiệu bộ mới cho ổng mà. Chắc là hôm qua ổng phê thuốc nên không kiềm chế được với em. Tôi không có tin anh nữa đâu. Các người là một lũ đểu cát, thật là bẩn thỉu. Em buông ra. Nghe anh đi mà. Em tin anh đi. Em. 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 Tao nhớ rồi. Bây giờ nó còn quen với thằng Phú không? Anh, sau cái bữa mà con nhỏ nó ngủ với anh á, là con nhỏ chia tay với thằng Phú luôn rồi. Quá không gặp. Em có khỏe không? Cũng dành nha. Anh là ai vậy? Hả? Em còn nhớ anh sao? Thời này á, đàn ông chỉ để thỏa mãn thôi, nhớ làm gì? Em gái thẳng thắn quá ha. Em có biết là em đẹp lắm không? Lại cái trò tán gái cũ rích. Còn cái gì mới hơn để rung động con tim này không? Vậy theo em anh phải làm sao mới làm rung động con tim của em? Tán gái mà phải chỉ dẫn nữa hả? Đi về học bài lại đi anh. Đàn ông á, chỉ có vậy thôi hả? Nè, anh không thấy chán hả? Có em trong vòng tay của anh, làm sao mà chán được. Có cần em gọi taxi không? Mày còn phải hỏi nữa. Ủa? Đi đâu vậy anh? Không uống tiếp hả? Uống tiếp chứ, nhưng mà không phải chỗ này, đi chỗ khác mới là chỗ đi uống. Dạ, nó chọn anh. Dạ, kiểm được không? Dạ. Hưng Sẹo, thằng nào mà biết tên của tao vậy? Mày nhận ra ai đây không? Mày biết tao thù mày lắm không? Từ cái bữa mày làm nhục tao, tao ước có một ngày nào đó tao băm mày ra thành trăm mảnh tao mới vừa lòng. Thì ra là cô gái tôi à. Cô dám hả? Mày im, nằm xuống. Thôi đủ rồi, một chút nó cũng chết mà. Em thấy sao? Em vừa ý chưa? Còn mày, đi theo tao. Nhanh lên. Giỡn mặt hả mày? Đứng dậy. Nay là ngày của mày. Mày Đại ca, dạ đại ca. Mày là một thằng hèn, dám dùng gái để đánh lén tao hả? Mày không phải là thằng anh hùng. Mẹ mày, nói ai? Ba Lành sai mày, kêu sát thủ đến xử tao. Như vậy gọi là anh hùng sao? Bây giờ mạng sống của mày tùy thuộc vào thái độ và cách cư xử của đại ca mày nữa. Điện thoại đâu? Cho Ba Lành số mấy? Mày không gọi được cho Ba Lành đâu, trừ khi ông ấy muốn gặp. Vậy làm cách nào mày liên lạc với ông ta? Khi cần ông ấy gọi, và chỉ có những kẻ trung gian thân cận với ông ta mới biết cách liên lạc. Vậy không lẽ mày chưa phải là đàn em thân cận của ổng? Coi như tao bắt là mày. Anh Tùng, anh Tùng, có điện thoại. Mày hả Hưng Sẹo? Dạ, em là anh Ba. Anh Ba hả? Khỏe chứ? Còn nhớ ai không? À vậy. Anh Ba không nhớ sao? Cái người mà anh Ba cho người truy sát đó. Thì ra mày hả Tùng? Bây giờ thằng Hưng Sẹo đang ở đây, dùng chế độ chăm sóc rất đặc biệt. Mày muốn cái gì? Anh Ba cho người giết tôi với mục đích giành lại thị trường. Ok. Nếu là vậy, tôi sẽ suy nghĩ lại. Ông cha ta có câu trâu buộc ghét trâu ăn. Lẽ nào tôi ăn hết phần để cho ông như chó chờ xương hả? Mày dám ăn nói với tao vậy hả? Không không không. Ở đời mà, thắng thì làm vua, còn thua thì làm giặc. Ok, tôi sẽ cho anh Ba đây một cơ hội. Tôi nghĩ kỹ rồi. Thị phần thì phải chia, ai cũng có phần hết. Thì tới lúc đó sẽ chẳng có ai mà hiềm khích cả. Với lại tôi nói cho ông biết, tôi đã sắp cưới vợ, cho nên tôi cần yên ổn. Được rồi, thôi vậy đi. Tôi sẽ thả Hưng Sẹo, rồi sau đó chúng ta sẽ ngồi lại với nhau để phân chia địa bàn. Nhưng với một điều kiện. Trước mắt anh phải để tôi yên để tôi cưới vợ. Sao? Được chứ anh Ba? Thôi được. Ngày cưới của cậu tôi không đến chi vui được, thì nỡ nào phá cậu. Chúc cậu hạnh phúc. Nè, mẹ đây. Khi nào tao xong việc, tao sẽ gặp mày. Mày đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn. Ở đây không có người, lại cách thành phố nữa, cũng không có xe cộ gì đâu. Nè. Dạ. Nhắc lại lần nữa, hai tụi bay canh chừng nó cẩn thận. Nếu tụi bay để nó thoát, lo mà kiếm đường đi luôn đi. Dạ. Dạ. Đi. Ba. Ừ? Một tuần nữa là con gái ba lấy chồng rồi đó. Vậy à? Sao mà nhanh vậy? Ba cứ tưởng là sẽ còn lâu lắm chứ. Ba sợ con lấy chồng rồi bỏ ba bơ vơ một mình, nên ba nói là nhanh đúng không ba? Cái con này. Ba. Ừ? Ba yên tâm đi. Anh Tùng nói với con á, sáng mai con với ảnh sẽ đi mua nhà. Bạn của ảnh có căn biệt thự đẹp lắm ba. Tại vì phải đi xuất cảnh gấp cho nên bán giá rẻ. Ảnh nói ảnh sẽ mua cho cha con mình ở trước, rồi sau khi kết hôn xong á, ảnh sẽ bán nhà của ảnh rồi qua ở chung với cha con mình. Ba thấy được không ba? Vậy là tới lúc về già ba không sợ cô độc nữa rồi. Tại ba hết á. Ai kêu ba không chịu đi bước nữa làm chi. Cứ sống cái cảnh gà trống nuôi con hoài. Chào anh. À, chào anh. Xe tải quanh hả? Xe tới nhận hàng đó. Bên anh nhận hàng quay ắt, kia bên tôi phải giao hàng ban ngày. Nhận hàng bằng xe tải dùm dạ như vậy, không sợ lộ sọt. Ông anh à, anh thông cảm đi. Hiện giờ tình hình cũng rất là căng. Tất nhiên cũng phải chuẩn bị các cái chứ. Với lại chúng ta giao hàng ban ngày như vậy, đố ai biết được chúng ta đang vận chuyển ma túy. Với lại tôi làm như vậy cũng để đánh lạc hướng. Ừ. Tôi cũng nói cho anh biết sắp tới tôi làm đám cưới. Với lại tôi mới mua nhà xong nên hiện giờ cũng khá là kẹt tiền. Hàng đang khang nên sắp tới tôi sẽ cố gắng đẩy hàng thật là nhanh. Tôi gom hết tất cả tiền về sẽ chuyển cho anh. Anh cứ yên tâm. Không sao. Vì anh là chỗ mua quen, với lại chuẩn bị sắp cưới vợ nên tạm thời tôi cho thiếu. Hàng này tôi phải đổ bằng máu mới có được. Nếu như người khác không được như vậy đâu. Tôi hiểu chứ. Làm ăn với anh mà. Cảm ơn anh. Yên tâm đi. Giao hàng lại đi. Kiểm tra đi. Cẩn thận. Dạ. Dạ lên. Dạ. Rồi, chào nha. Chào anh. Đại ca. Sao rồi? Xong hết rồi anh. Các hàng cẩn thận rồi chứ? Xong rồi. Tụi bay nghe tao dặn nè. Bây giờ tụi bay về, thay bộ đồ công ty, đổi sang chiếc xe 16 chỗ, gom hết tất cả hàng này về nhà mới cho tao. Khoan đã. Dạ. Vẫn sử dụng thùng xốp, hiểu chưa? Dạ. Để tránh bị chú ý. Dạ biết rồi. Làm nhanh đi. Dạ. Dạ, dạ. Cái này để đâu chị? Dạ phiền mấy anh tạm thời cứ để đây đi, rồi em sắp xếp. Dạ chị cứ chỉ chỗ đi, tụi em mang vô cho. Vậy mấy anh mang lên lầu giùm em nha. Cảm ơn mấy anh nhiều. Dạ chị. Dạ được rồi. Anh. Em. Ủa ba em đâu rồi? Ba em hả? Bữa nay có tiết kiểm tra, ba không có đến phụ mình được. À anh, mấy cái này là cái gì mà nhiều quá vậy? Anh em bưng hồi nãy tới giờ mà vẫn chưa hết nữa. Không có gì đâu. Ba cái đồ linh tinh dọn kho hàng đó mà, nên để tạm nhà mình vài bữa. Nè mấy anh, dọn dẹp đi. Có chuyện gì cứ hỏi chị Nhàn đây nha. Dạ. Cảm ơn mấy anh nhiều nha. Cẩn thận chút xíu, đồ dễ dở đó. Dạ tụi em biết rồi anh. Làm phiền mấy ảnh em ngại quá. Cẩn thận nè, cẩn thận nha. Dạ. Rồi, chuyển lên phòng luôn. Đại ca, hàng để đâu anh? Đem vô trong kia. Dạ. Tụi bay, đem vô. Để bên trong. Cẩn thận đó. Anh. Mấy cái đó là gì vậy? Mấy cái đồ linh tinh bên công ty của mình mà không có chỗ để, nên là anh chuyển về đây đỡ. Để khi nào có kho hàng mới rồi anh chuyển qua lại. Ê khoan, chờ tôi chút xíu. Để anh chút xíu nha, anh vô trong chút. Dạ. Nè, từ từ thôi, cẩn thận. Coi chừng đó. Để đâu đây anh? Chỗ này đi. Dạ. Từ từ. Để có an toàn không anh? Cứ để đây được rồi. Không ai biết nó là gì đâu. Tất cả bao nhiêu vậy? Dạ 20 thùng. Cái gì? Sao có 20 thùng? Còn mấy lô hàng khác sao không gom? Dạ em chỉ gom cho em thôi. Còn mấy chú kia thì em chưa có gom. Thôi vậy bây giờ mày chuyển hết tất cả các lô hàng ở chỗ khác về đây, để tao dễ quản lý. Dạ em biết rồi. Nãy giờ tụi mày có thấy ai đây không? Hả? Dạ không anh. Tụi em đâu thấy ai đâu anh. Nãy giờ mày thấy ai lại vô đây không? Dạ không, nãy giờ em đâu thấy ai đâu. Mày chắc chứ? Dạ chắc, nãy giờ không có ai hết. Ai trong đây? Dạ, em không biết. Ai trong đây? Ai trong đó đó? Mở cửa. Ai trong đó? Không mở cửa tôi phá à? Là em mà. Vậy hả? Xin lỗi. Em làm anh giật mình à. Thôi anh đi. Em tin anh nên im lặng đi. Đừng nói với ai, kể cả Tùng nghe. Sau này gặp lại, anh sẽ nói chuyện này rõ ràng với em. Ừ, anh đi đi. Ừ, anh đi. ADN. Nếu thử ADN là con của hắn thì không nói gì. Nhưng mà lỡ là con của tên khốn nạn làm nhục mình thì sao đây? Mình sẽ mất tất cả. Thậm chí hắn sẽ đuổi mình ra khỏi căn nhà này. Mình sống với hắn bao lâu nay, cuối cùng ra đi tay trắng sao? Trời ơi! Mình phải làm gì bây giờ đấy? Đã xảy ra chuyện gì? Sao anh Phong lại vào nhà này? Anh Phong là ai? Và anh vào đây để làm gì mà không cho mình nói với anh Tùng biết? Anh Phong không phải người xấu, anh Tùng lại càng không phải người xấu. Hay là ai trong đám nhân viên anh Tùng là người mà anh Phong muốn tìm hiểu? Dạ, ba ơi, ba vô đi ba. Ủa? Ba. Nhàn, sao khuya rồi con chưa đi ngủ đi? Lạ chỗ hả con? Thôi ráng ngủ đi con, sắp làm cô dâu rồi, thức khuya quá không tốt đâu. Con biết rồi ba. Ba cũng tranh thủ ngủ sớm đi. Ba cũng sắp làm ba của cô dâu rồi đó. Thôi con ngủ đi. Dạ, ba ngủ ngon nha. Ừ. Nhưng lỡ giữ lại mà không phải con của hắn ta thì sao? Trời ơi, sao mình lại rơi vô tình cảnh này chứ? Ai là Nguyễn Tý Lan? Ừ. Dạ, mời chị vô. Hôm nay thầy Nhân vui quá phải không anh? Dạ, vui quá. Sắp có rễ quý mà. Mà chị, ngày hôm nay tự nhiên nha, đúng là một ngày vui. Dạ, ha. Con chào cô. Tôi cũng mừng với tụi nhỏ. Dạ. Cô cứ dùng tự nhiên đi. Dạ. Dạ, mời anh. Cô cũng dùng đi. Còn đây là bạn học của anh, học dạ. Đại học chung. Chào. Dạ, dạ, em chào chị. Em qua đây. Dạ, mời. 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 Cô dâu đẹp quá. Dạ, xin mời. Em cảm ơn anh. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Hôm nay cảm ơn mọi người rất nhiều đã tới dự. Em qua đây. Ba. Con. Ba. Ừ. Dạ, chào thầy, chào cô. Dạ, chúc mừng con. Chúc mừng con. Chúc mừng thầy. Cảm ơn thầy. Có chàng rể tử tế và một cô con gái xinh đẹp. Dạ. Nhìn hai đứa xứng đôi quá. Cảm ơn cô. Như vậy là đã có nhà mới. Thầy cũng dọn về ở chung đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Anh Tùng ơi. Vậy là từ nay thầy có nhà mới, không còn ở thuê nữa rồi. Dạ. Tốt quá. Có chuyện gì? Anh, hàng của mình bị công an bắt rồi. Mày nói gì vậy? Công an bắt hàng của mình hả? Dạ. Anh bỏ trốn đi, kẻo không kịp đó. Tụi nó bị bắt hết rồi. Cũng may em về nhà mới của anh để lấy hàng. Em nhìn thấy như vậy nên em không vô. Em chạy qua đây báo anh. Hai thằng mày lấy xe, nhảy lên, tao dọt. Dạ. Đi, đi, nhảy lên mày. Quản giáo nói nó có tiến bộ dữ lắm. Chắc là sắp được về rồi. Vậy cũng tốt. Tôi cũng mừng cho thầy. Cô dùng đi. Dạ. Thằng Tùng đâu con? Mời cô. Dạ. Anh mới đứng đây mà. Ba giữ giùm con đi ra coi ảnh nha. Xin mời thầy cô. Mời thầy. Mời. Anh. Chuyện gì vậy em? Anh đi đâu vậy? Em yên tâm đi, vào trong đó trước đi, anh đi toilet một chút xíu. Ừ. Con, mời thì con một ly đi. Sao? Có chuyện gì vậy? Anh Tùng, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan tới một vụ mua bán hàng quốc cấm. Mời anh về hỗ trợ điều tra. Cái gì? Mua bán hàng quốc cấm hả? Nè, tôi nghĩ là hai đồng chí có sự nhầm lẫn ở đây rồi. Tôi hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nhà đất. Làm gì có chuyện mua bán hàng quốc cấm đây chứ. Anh cứ theo chúng tôi về sẽ rõ. Khoan, hai đồng chí ăn nói cẩn thận xíu nha. Đừng có nói chuyện lộn xộn như vậy. Ngày hôm nay là ngày vui của tôi, đám cưới của tôi không đi đâu hết. Nếu anh không y lệnh, buộc chúng tôi phải làm theo luật. Đứng lại. Dạ. Anh bận công chuyện ngoài chút xíu. Chuyện gì mà công an đến vậy? Chuyện gì vậy? Có chuyện gì không mấy chú? Không có gì đâu anh, mọi người cứ tự nhiên. Tôi xin phép. Có chuyện gì vậy con? Dạ, con cũng không biết nữa ba. Ủa rồi thằng Tùng đâu? Anh nói anh bận công chuyện chút, anh vô liền. Để con đi tìm anh. Ừ. Tôi cũng không biết là chuyện gì nữa. Chắc là họ vô lộn chỗ thôi. Các chị cứ tự nhiên đi nghe. Được dạ. Rồi. Mời. Anh Tùng ơi, anh Tùng. Mày là ai? Tránh ra. Tôi muốn mời anh về cơ quan điều tra. Anh Tùng đi em, chạy đi đây cả. Anh Tùng ơi, Nam Im, dạy chúng đi. Dạ. Anh ơi, tha cho em. Nam Im. Nam Im. Hãy ngoan ngoãn theo chúng tôi đi. Anh không thoát được đâu. Ok. Anh Tùng. Anh Tùng. Nè, đừng làm bậy. Thả cô ấy ra. Thả cái gì? Hả? Anh làm gì vậy? Cô ấy là vợ của anh mà. Tao không cần biết. Anh không nên đối xử với Nhàn như vậy. Khoan, tại sao mày biết cô ấy tên Nhàn? Cô ấy là con của thầy tôi. Cái gì? Bây giờ tụi bay mà không để tao đi, tụi bay biết chuyện gì xảy ra được đúng không? Nhanh lên. Nè, bình tĩnh lại đi. Anh sẽ không thoát được đâu. Tao nói nhanh lên. Thả cô ấy ra đi. Mày không thoát được đâu. Mau thả cô ấy ra. Ngồi xuống xuống nghe chưa? Hả? Mày mà làm hại cô ấy, tao thề là sẽ không để cho mày yên đâu. Ngồi xuống xuống đi. Mày không thoát được đâu. Cái gì? Mày không tha cho tao hả? Được rồi, nếu mà tụi bay không để xuống xuống thì tao bắn con nhỏ này chết luôn. Một. Nè, bình tĩnh lại. Mày tin không? Mày không tin phải không? Được rồi, bây giờ tao đếm từ 1 tới 3. Nếu tụi bay không bỏ súng xuống, 1, 2. Được rồi. Sao? Nhảy lên. Nhảy lên. Hai đứa mày đá súng qua đây. Đá qua đây. Mày nữa. Nhàn, cẩn thận. Đứng lại. Kìa em bị sao vậy? Bà Hai đâu mà để em bị vậy? Bà Hai ơi, bà Hai. Được rồi anh, em không sao đâu. Để em vô nằm nghỉ một chút là em khỏe à. Kêu gì ấy làm chi? Để anh dịu em. Em bị sao vậy? Em có biết là em đang mang thai không? Em phải cẩn thận chứ. Hay là để anh đưa em đi khám coi sao nha. Dạ không sao đâu anh. Em chỉ choáng chút thôi à. Lần trước đi khám bác sĩ nói là có thai thì bị choáng là chuyện bình thường mà. Nhưng lúc nãy anh thấy em đi dựa vào tường thấy nặng lắm. Nè, mình đi khám đi. Đi vậy anh yên tâm hơn. Tuần rồi mình mới khám xong. Anh có biết thai nhi mà khám hoài đâu có tốt. Nó cũng biết mệt chứ anh. Với lại em biết cơ thể của mình sao mà. Anh yên tâm đi. Hàng tháng mình kiểm tra như vậy là quá đủ rồi. Em nghỉ một chút là hết thôi mà. Với lại em nghỉ một chút, bây giờ em thấy đỡ hơn nhiều rồi. Có thật là em đỡ nhiều chưa? Nào, có gì em báo cho anh liền, nhớ chưa? Bây giờ em nghỉ ngơi nha. Anh xuống dưới kêu bà Hai làm mấy món ngon cho em. Rồi cho con tẩm bổ nữa. Con hơ con. À, 30 phút nữa gọi lại cho tôi. Em ơi, công ty có việc gấp nên anh phải đi. Em ở nhà nghỉ ngơi nha. Anh sẽ tranh thủ về sớm với em. Dạ, anh đi đi. Lan, má. Nè con. Ông ấy đi chưa má? Mới vừa đi rồi. Lan, con bị sao vậy hả? Má ơi, con không biết là con làm vậy có đúng không nữa. Con mới đi phá thai. Trời ơi, tại sao con làm như vậy chứ? Lỡ chồng con biết thì sao? Tại vì ổng muốn xét nghiệm ADN. Mà lỡ ổng phát hiện ra không phải con ổng thì con phải làm sao đây hả má? Con sợ lắm má ơi. Tại sao con gái của tôi lại lâm vào hoàn cảnh này chứ? Má. Sao anh ra nông nổi này? Em nhìn anh không ra luôn á. Mày im đi. Thằng Thảo đâu rồi? Kêu nó ra đây. Dạ, nó vẫn đang ganh ghét ở trong. Bây giờ mày giúp tao một chuyện được không? Dạ được. Kiếm giùm tao một vật. Dạ, vật gì anh? Dạ. Dạ. Anh Tùng ơi, em không dám đâu anh. À, mày cái gì cũng không dám vậy? Mày không dám, thấy cái mạng mày vô đi. Anh Tùng, anh mới tới hả? Tốt lắm. Giờ mày đi thôi, thằng này cho tao. Tranh thủ về sớm, không trời tối. Đi đâu mày? Đi rồi biết. Vậy đi. Tao có chuyện muốn nói với mày. Mày với thằng anh ba của mày à, tụi mày hay lắm. Nếu như mà không tranh chấp lãnh địa thì tao đâu có ra nông nổi này đâu. Bây giờ công an điều tra ra hết tất cả rồi. Tao mất hết mày hiểu không? Bây giờ để giữ cái mạng của tao thì mày phải chết. Mày đừng có trách tao làm gì hết. Nếu như có trách thì trách tụi mình quá ngu. Bất đắc dĩ lắm mới dùng hạ sách này. Mày không phục tao đúng không? Đúng không? Được rồi. Vậy bây giờ tao sẽ cho mày một ân huệ. Đến khi mày nhắm mắt, mày nhắm cho thẳng kính. Mày đừng có trừng trừng lên nhìn tao. Mày lấy sức đi. Cả lắm. Nghỉ chút đi mày ơi. Khổ quá mày ơi. Xác chết 4-5 ngày, thơm cái nỗi gì. Tao không hiểu sao á, mày cũng gan thiệt. Dám đào mồ lấy cái xác chết này. Anh Tùng biểu không làm. Cái xác này là tao đó. Tao không biết á. Đại ca cần cái xác này làm gì nữa? Làm sao tao biết được? Thôi nhanh lên đi, trời sắp tối rồi đó. Khoan, tao nghe thông tin đại ca đang bị truy nã. Khả năng chạy thoát á là không có cao đâu. Thôi mày im đi. Đại ca bây giờ có vô tù, tao với mày cũng không có thoát tội đâu. Nước theo dòng rồi, tới đâu hay tới đó. Đi. Ê, nè mày, tao với mày chạy trốn đi. Tao với mày trốn thì dễ, còn vợ con tao với mày thì sao? Trốn cũng đâu có thoát. Thôi ráng lên đi. Đi. Hưng Sẹo, tao nghĩ mày nhắm mắt được rồi đó. Hai thằng mày làm gì mà bây giờ mới về? Anh Tùng, anh bắn anh không sợ gây tiếng động sao? Tụi mày biết đó, dù sao thì thằng Hưng Sẹo cũng là một thằng có máu mặt mà, không thể nào để nó chết dễ dàng như vậy được. Bây giờ mày khiêng xác của nó đưa vào trong ngôi nhà quan đi, đem cả xác kia luôn. Nhanh lên. Dạ. Nhảy lên. Nhảy lên. Hai đứa bay ra ngoài kia lấy cái xác kia vô cho tao. Dạ. Để đó. Tụi mày mở mặt nó ra. Nhanh lên. Mày nữa, ra lấy cảnh sát cho tao. Dạ. Ủa, sao lại là tên của đại ca? Mày nhiều chuyện quá mày. Ê. Dạ. Nhìn thấy con khỏe lại là thầy vui lắm rồi. Dạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm á. Không có anh em không biết phải như thế nào nữa. Anh ráng nghỉ ngơi, ăn nhiều vô cho mau lành vết thương nha. Con cảm ơn thầy. Anh cảm ơn em đã chăm sóc cho anh. Có gì đâu mà cảm ơn em. Phong nè, con cố gắng nghỉ ngơi cho mau lại sức nha. Bây giờ thầy phải về, thầy có tiết dạy. Dạ, thầy về. Em đi với ba về. Ngày mai anh thích ăn gì vậy? Thôi, làm phiền thầy với nhàn như vậy là anh ngại lắm rồi. Còn nấu ăn cái gì nữa? Có gì đâu mà anh ngại. Anh thích ăn cái gì mai em nấu mang vô. Thôi được rồi, nhà muốn nấu cái gì anh ăn cái đó. Vậy em với ba về nha. Thầy về nghe. Dạ. Vậy con.